Chờ đi nắm thò chuyển xuống thích chín chờ cả tận đi thôi nhảy xuống. Năm mô nữa đấy hả? Năm mô như năm mô đi đi bên chỉ mà xuống được. Còn đi năm ngoài chứ, còn đi năm ngoài chứ nơi cả thôi là hai lô luôn rồi có. Bây giờ thiệt hại đấy khoảng 7.000 con bạc. Thiệt hại kinh tế khoảng bao nhiêu tiền? Con mất cân đấy cân hại. Chết đồng hết chủ cứ tính lên nhân cải thì nhân lên cho chúng tôi. Ước chứng khoảng mấy? 200 triệu. Này. 80 con. Đấy, 80 con. Thế là vừa 4 giờ sáng là tìm thuốc hết. Đó là bà tôi đưa lên, bà tôi người thì bán đến đi tính bên rẻ em không? Mọi bà cả hôm hai mà bữa nay được 10. Cái tổ cả thứ hai cần được 10. Mà cả đi chứ bán được lên đứng để trong nhà thôi.